Chào các bạn, mình là Thanh. Các bạn đang theo dõi series tutorial Excel 2010 của mình. Trước hết, tại sao lại là Excel 2010 khi mà tại thời điểm này đang là cuối năm 2012 rồi, mình đang học đại học và sắp phải đi thực tập. Khi mình nhìn vào yêu cầu tuyển dụng của rất nhiều công ty thì họ yêu cầu là có khả năng sử dụng các phần mềm văn phòng và Excel là một trong số đó. Vì vậy, trong vòng 3-5 năm tới nữa chắc chắn là Excel vẫn sẽ sử dụng rất là rộng rãi và là một kỹ năng cần có hoặc nên có đối với các bạn học sinh viên và học sinh học kinh tế. Vì sao mình nói vậy? Và còn vì một lý do rất là quan trọng nữa. Đơn giản thôi, như ví dụ vừa rồi, trường của mình vừa mới trong năm nay thôi đã nâng cấp lên Windows 7 và Office 2010 sau 7 năm sử dụng Windows XP cũng như Office 2003. Mình hy vọng qua series video này thì các bạn có thể học thêm được một chút gì đấy về Excel, không những từ đơn giản mà còn đến những thứ phức tạp như là macro. Và chúng ta bắt đầu vào bài đầu tiên. Bài này mình sẽ nói về nhập dữ liệu và tính toán cách đơn giản. Và ví dụ khi các bạn là một du học sinh thì việc tính toán xem một tháng bạn đã tiêu hết những gì, bạn còn lại bao nhiêu, bạn làm thêm được bao nhiêu. Để biết được điều này thì Excel có thể giúp chúng ta rất dễ dàng. Ví dụ ở đây ta có thể bấm vào ô này, ô C5. Tại sao mình biết đây là ô C5? Vì đơn giản mình nhìn vào góc trên bên tay trái, ở đây có một cái gọi là name box và nó hiện chữ C5. Nó là giao điểm của cột C và hàng thứ 5 như các bạn đã thấy ở trên hình đây. Và mình sẽ bấm vào ô này và trên bàn phím sẽ nhập vào chi phí tiếp theo. Việc đầu tiên là bạn phải ăn, thế nên ở đây sẽ có chi phí cho thức ăn. Bạn sẽ đi thuê nhà, ví dụ là như vậy, nên sẽ có tiền thuê nhà ở đây. Tiếp theo đó, nếu bạn có thời gian rỗi, bạn sẽ đi du lịch. Và tất nhiên, quên mất, bạn còn phải trả tiền ga, tiền nấu nướng nữa. Thỉnh thoảng bạn có thể đi xem phim với bạn gái hoặc là bạn bè. Và tổng thiệt hại là sẽ ghi ở ô này. Ví dụ chúng ta có thể bấm vào đây để nới rộng cái cột này ra một tí. Ok, tiếp theo, một tháng ăn hết 200 đồng, thuê nhà hết 300 đồng, đi du lịch mất 40 đồng, tiền ga mất 20 đồng rồi, xem phim tháng nay đi xem nhiều chắc là mất khoảng tầm 50. Và ô tổng này, làm thế nào bạn có thể tính được tổng của các chi phí này? Đơn giản, bạn có thể lấy tính máy tính ra và tính. Và ngoài ra bạn cũng có thể làm ở Excel rất đơn giản như sau: ấn dấu bằng ở trên bàn phím và bạn nhập vào SUM, ký hiệu của tính tổng trong tiếng Anh, mở ngoặc ra, có thể dùng chuột hoặc bàn phím để chọn ô từ ô D7 cho đến ô D11 như sau. Và bạn ấn đóng ngoặc, bấm nút Enter. Và chúng ta thấy được ở đây, trong cái tháng này bạn đã tiêu hết 610 đồng. Và có thể bạn sẽ đi làm thêm nên bạn sẽ có lương. Ô này đặt lương vào đây và bạn làm thêm được 800 đồng. Vậy là bạn sẽ còn dư bao nhiêu? Ai cũng biết là 190 đồng. Nhưng mà chúng ta tốt nhất là nên để Excel làm điều đó. Còn lại trong trường hợp này, và để tính được cái sự chênh lệch giữa lương và tổng chi tiêu, chúng ta sẽ để dấu bằng ở đây, chọn ô lương, đánh dấu trừ trên bàn phím, bấm vào ô tổng ở đây, sau đó bấm Enter. Như vậy các bạn đã thấy là chúng ta còn 190 đồng, đúng như những gì chúng ta tính toán. Excel không tính sai. Và nếu bạn có thêm vào đây một khoản gì đó nữa, ví dụ xem phim thêm một lần nữa chẳng hạn, thì bạn có thể luôn luôn sửa cái ô xem phim này đi thành một giá trị nào đó, ví dụ như là 70 chẳng hạn. Bấm Enter. Và cái những công thức này nó sẽ thay đổi tương tự theo cái giá trị ở đây mà bạn nhập vào. Cảm ơn đã xem video này.